Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở khu vực phường 9 của quận 6 nha, ở trên đường Bà Kế hay còn gọi là đường Hoàng Lê Kha, ngay góc ngã ba giữa đường Hoàng Lê Kha và đường Hồng Bàng. Ngoài kia chỉ cách nhau khoảng 40m là mình ra ngay mặt tiền đường Hồng Bàng ha, ngay nhà xe ngay ô tô Quang Phương anh chị, ngay ô tô Quang Phương ha, trên đường Hồng Bàng. Chỉ 40m là ra mặt tiền đường Hồng Bàng ha. Và đường Hoàng Lê Kha này, nhớ chiều dài của con đường này nó chỉ khoảng là 80m thôi. Hướng này là mình ra Hồng Bàng nha, hướng này mình ra Hồng Bàng ha anh chị. Và hướng ngược lại của mình, đây, hướng ngược lại của mình có cái công viên ngoài kia là đường Bến Phú Lâm ha. Đó, ngoài kia đường Bến Phú Lâm, ngay cái công viên luôn nha. Và căn nhà mình có vỉa hè trước nhà ha. Nhà có vỉa hè trước nhà, làng chỉ vàng nè. Ở làng vàng là bên mình là cái vỉa hè đã giao cho nhà nước rồi ha. Có hàng cây xanh trước nhà. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà nằm ở mặt tiền, địa chỉ số 22 đường Hoàng Lê Kha, phường 9, quận 6. Nằm gần Ủy ban quận 6, nằm ở nằm ngay Ủy ban quận 6 ha, sát bên luôn. Ở căn nhà mặt tiền ha, có vỉa hè trước nhà. Ngang là gần 5m và sâu vào tới cuối là 33m nha, 33m nha anh chị. Đó. Nhà là đúc bê tông cốt thép hết nha. Có vỉa hè trước nhà nha anh chị. Mặt tiền. Đó, anh chị mình vỉa hè để này được 2 chiếc xe 7 chỗ luôn nha. Chủ chừa cái sân rất là rộng. Nhà này là xây để ở nha. Hướng chính của nhà mình là hướng Tây, là sang Bắc một xíu thôi. Mặt tiền đường Hoàng Lê Kha, hay gọi là đường Bà Kế cũ hồi xưa ha anh chị. Đây thì giáp với quận 11. Đó, khu vực chợ lớn, chợ Bình Tây, chợ Kim Biên, chợ Minh Phụng ha, hay còn gọi là chợ Cây Gõ. Rồi ở đây thì mình đi ra ngoài đây là đường Bến Phú Lâm, quẹo xuống là ngay chợ Bình Tây nha, ngay chợ Minh Phụng hay còn gọi là chợ Cây Gõ. Rồi Nhân đi vào trong review bên trong cho anh chị mình xem ha. Đó, ở trên có, ở dưới đây có cái sân, ở trên có hàng cây và trên có hàng cây. Căn nhà này thì đúc bê tông cốt thép, được chủ xây dựng lệch tầng nên anh chị mình vào căn nhà rất là thoáng, nội thất sử dụng đồ cao cấp hết. Mặt ngoài của căn nhà mình thì chủ làm cửa sắt 4 cánh. À, cửa sắt 4 cánh ha, nguyên tấm nha anh chị. Và mặt ngoài ốp đá hoa cương, có đèn chiếu sáng, đèn năng lượng mặt trời, camera an ninh trước nhà đầy đủ hết nha. Địa chỉ là số 22 đường Hoàng Lê Kha, hay còn gọi là đường Bà Kế cũ, sát bên đường Hồng Bàng luôn nha. Đây vỉa hè trước nhà ha, hiềm nhà cao ráo sạch sẽ. Đây có đường chỉ vàng nè. Đó, để ở trong thì đường chỉ vàng là vỉa hè giao cho nhà nước rồi nha. Ngay ô tô Quang Phương, gần trường Mạc Đỉnh Chi. Đó, một trường lớn của chủ quận 6 mình ha. Hiềm nhà mình cao ráo hơn so với mặt đường, sát bên ủy ban luôn. Đó. Ở cổng rào kiên cố bên ngoài ha. 22 Hoàng Lê Kha, phường 9, quận 6 nè anh chị. Ở cửa sắt 4 cánh nha anh chị, cửa sắt 4 cánh nè. Sắt nguyên tấm ha. Đây thì bên trong thì chủ cũng ốp tường cao ráo lên hàng rào của mình nè. Hàng rào mình thì chủ ốp tường cao lên đụng tới trên trần luôn, làm khung sắt bảo vệ viền bên ngoài. Cái chiều ngang của căn nhà mình là gần 5m và sâu vào là 33m ha anh chị. Và ở đây anh chị mình xem cái đặt gạch nè. Đó, gạch đá ha. Đó, lót đá kia tỉ mỉ ở khu vực cái sân trước nhà của mình luôn. Nhà này thì chủ xây để ở nên chị mình yên tâm về các nội thất của căn nhà mình ha. Đó. Ở đây thì mình để được tới 2 chiếc xe hơi 7 chỗ luôn nha. Ở các nhà xung quanh là xây dựng nhà cao tầng hết.
Và giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 18 tỷ 800 triệu đồng, 18 tỷ 800 triệu đồng, giảm rất là nhiều luôn, giảm hơn 3 tỷ luôn anh chị. So với giá này, giá này có thể là gần giá tới giá chốt rồi. Anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì mình liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39, kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh nha. Nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình. Nền nhà lót đá và bên hông nè, bên hông đây thì chủ cũng lót đá hết ha. Ở chủ cũng lót đá sạch sẽ hết nè. Ở trên thì làm một cái hàng cái kệ để anh chị mình để đồ ha. Đó, trồng nguyên hàng cây trước nhà đó nè ha. Rất là không gian xanh luôn, rất mát mẻ ha. Trên các tầng là trồng cây rất là nhiều luôn, nguyệt quế là các cây nè, ở bông giấy rất là nhiều luôn nha. Nhà có hệ thống nước nóng lan đường mặt trời. Nhân xin nhắc lại chiều ngang của căn nhà mình đó là gần 5m và sâu vào là 33m nha anh chị. Nhà pháp lý thổ hồng, hoàn công đầy đủ, mua bán ký công chứng sang tên. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu. Đó, mặt tiền. Mặt tiền ha anh chị. 22 đường Hoàng Lê Kha ha. Mình tiếp tục review bên trong cho anh chị mình xem nè. Ở đây có các đèn trang trí nè anh chị. Đó, có cái đèn ha. Ở bằng đồng hết ha. Đây cũng trong đây cũng có camera bên trong nữa nha. Đó. Cái từ vị trí ngoài kia vào tới bên sông cái sân của mình đó là hơn 10m nha. Ở chủ sửa cái đường sân rộng rãi ha, để anh chị mình để xe làm bàn tiệc ha. Để đây được cái hai chiếc xe 7 chỗ. Ở trên đây anh chị mình xem ha, chủ làm một tấm kính lớn để che ánh sáng trước nhà của mình nè. Và ở đây có cái mái che kéo xuống. Đó, mái che kéo xuống ngay vị trí ở trên alo. Điện cũ à, 62 một tí xíu nó gọi lại em nè, em đang quay cái nhà, xíu em gọi lại cho chị nha. 15 20 phút. Rồi đây vị trí cái sân trước nhà của mình đây ha, rất là rộng luôn ha. Đây tới đây luôn nè anh chị, tới đây luôn nha. Đó, tới cái sân trước nhà của mình đây ha. Đây có làm cái ba ga để chạy xe là. Đó, hai bên là ốp tường cao ráo sạch sẽ hết ha. Đó, camera an ninh phía trước nhà hết. Cây trồng trước nhà rất là nhiều luôn. Và mình vào trong căn nhà mình á thì chủ xài cửa kính lớn. Cửa nhôm sifa loại dày, mặt bên trong là kính cường lực nha. À, kính cường lực nha anh chị. Gạch thì lót gạch loại 1m2. Đó, rất là gạch 1m2 nè. Đó, gạch bóng kính 1m2. Thì vài ô là nó đã xong cái diện tích chiều ngang 5m của mình rồi. Không gian phòng khách rộng rãi. Mặt bên hông thì ốp nhựa giả đá cao lên đụng trần. Ở trên thì đóng la phong vượt tầng, xài đèn led. Quạt trần thì chỉnh bằng remote nha. Mặt bên phải của nhà mình thì chủ ốp nhựa giả gỗ cao lên đụng trần. Và kệ tivi thì cũng có sẵn bằng gỗ tự nhiên. Mặt đá qua cưa, mặt đá bên trong ha, có đèn chiếu sáng, có camera an ninh, đầy đủ hết nha anh chị. Hướng của nhà mình là hướng tây nha, chánh tây. Đó, không gian phòng khách của nhà mình đây ha. Bộ cửa kính bộ cửa nhôm sifa của mình rất là dày luôn nha anh chị. Nó rất là dày luôn, rất là nặng luôn nha. Đó, các thiết bị sử dụng đồ là cao cấp hết nha. Đó, anh chị mình xem không gian trần trần nhà của mình ha anh chị. Ở đây phòng khách của nhà mình ha, mình xem lại không gian phòng khách của mình một lần nữa ha. Và Nhân sẽ đi ra phía sau cho anh chị mình xem. Để nguyên một cái sofa ở đây và kệ tivi, cái lối đi rộng rãi, gạch thì lót gạch bóng kính loại 1m2. Đó. Cầu thang ở giữa ha, cầu thang ở giữa, đi theo chiều thuận mình đi lên. Đó.
Cầu thang thì các bước đi rất là nhẹ nhàng luôn, và mặt đi thì chủ lót gỗ anh chị, tay vịn gỗ ở vị trí phòng khách. Và không gian bếp phía sau chủ làm một cái khung nhôm sifa nè, để anh chị mình kéo ngang qua ha, kéo ngang qua mở máy lạnh. Đây cái này thì mình kéo từ cái mí này nè, mình kéo qua tới bên đây ha anh chị, họ kéo ngang qua tới bên đây luôn đó. Còn không thì mình kéo sát vào đó, rất là cái thiết bị là sử dụng đồ cao cấp hết. Bên đây thì dán giấy dán tường làm gỗ đầy đủ hết ha. Cái giếng trời của nhà mình rất là rộng luôn, căn nhà có chiều sâu là tới 33 mét, nên cái giếng trời thì chủ trường cái giếng trời rất là rộng luôn nha anh chị. Ở cái giếng trời thì ở trên đó có làm khung sắt ha, cầu thang đúc ở dưới chân cầu thang nè, chủ cũng làm một cái tủ gỗ để chứa đồ thêm anh chị, ở tủ gỗ ngay vị trí này đó, không gian rộng rãi. Ở phía sau có chừa cái sân phía sau nữa, không gian bếp ha, nhân ra không gian bếp phía sau cho anh chị mình xem nha. Đây không gian bếp đây, ở đây thì lót gạch ở dưới sàn này, lót gạch 1m2 từ trước ra tới ngoài sau. Các không gian bếp thì rộng rãi, mặt bếp xài đá hoa cương, mặt trong thì kính ha, cường lực, và tủ bếp trên, tủ bếp dưới bằng gỗ hết luôn nha anh chị, gỗ rất là nhiều ngăn để đồ ha. Đó, còn đây thì mặt bên hông này cũng ốp đá hết luôn nha, trần nhà cao ráo sạch sẽ nha, đèn led có đèn trang trí, nhà thì sử dụng tông màu sáng, bếp thì âm tường, âm vô tường luôn nè, âm vô mặt đá hoa cương cho nè, đồ thép lơ luôn ha, đồ cao cấp. Cái này thép lơ của Đức nha anh chị. Rồi bồn rửa sau lông 304 với 2 van. Mặt bên đây thì cũng là gà lót kính luôn nha, để cho anh chị mình để đồ cũng không có văng, lau chùi quét dọn cũng dễ, kính cường lực nên có các dấu nè. Rồi đây không gian cái giếng trời phía sau của mình nè, chừa cái sân phía sau của nhà mình nè, cũng lót gạch hết ha, lót đá hết, xung quanh thì ốp tường cao ráo sạch sẽ. Ở trên có khung sắt bảo vệ hết luôn nha anh chị, ở trên có khung sắt bảo vệ hết luôn nha. Đây tấm bô ly che nè, nó có làm tấm bô ly che ha. Nhà có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời, xung quanh là ốp gạch cao ráo hết luôn nha, chứ không có ốp giữa chừng thôi anh chị. Bồn rửa tay bên ngoài. Cửa này cũng là cửa nhôm sifa ha, cửa lùa ngang. Cửa lùa ngang ha anh chị, loại lớn. Loại lớn nha. Và bồn rửa tay của nhà mình thì các thiết bị là đổi sử dụng đồ inox hết. Ở đây thì có cái đèn cảm ứng chỗ này nữa nha. Mặt đá hoa cương, các khay rồi đồ là chứa bằng đá hoa cương hết nha. Đó, nhà vệ sinh ở phía cuối. Nhà vệ sinh nằm ở cuối nha anh chị. Các thiết bị nhà vệ sinh sử dụng đồ cao cấp hết, tường ốp cao ráo sạch sẽ lên tới trên. Cửa thì sử dụng cửa nhôm sifa, loại cực kỳ dày luôn nha anh chị, loại cực kỳ dày, bản lề kinh long ha. Nhà trụ tắm đứng nè, nhà vệ sinh trụ tắm đứng với nhiều chức năng tắm nha. Họ ốp cao lên đụng trần luôn nha. Đây anh chị mình xem lại từ vị trí cái cổng của nhà mình về tới cuối vị trí nhân đứng là sâu vào là 33 mét ha, và chiều ngang của căn nhà mình là gần 5 mét nha anh chị. Mình chừa khoảng sân phía sau rộng rãi để trồng cây đó, trên trồng lan. Ở vị trí phía sau này thì có làm khung sắt bảo vệ, ở phòng ngủ phía sau thì có cửa sổ hết trơn nè, có khung sắt bảo vệ hết ha. Giá là hiện tại chủ đang kêu 18 tỷ 8, giá này còn thương lượng trực tiếp với chủ nha, giá này còn thương lượng trực tiếp với chính chủ nha anh chị. Rồi nhưng tiếp tục đi vào trong cho anh chị mình xem lại không gian ở các tầng ha. Đó, rộng rãi, ngang là gần 5 mét và sâu vào là được 33 mét ha. Đó, không gian bếp, bàn ăn. Ở đây thì gần quận 11, quận 6, khu vực chợ lớn, chợ Bình Tây, chợ Kim Biên, đó, chợ Minh Phụng, hay còn gọi là chợ Cây Gõ, ô tô Quang Phương, như đường Hồng Bàng ha, đường Hoàng Lê Kha, hay còn gọi là đường Bà Kế cũ hồi xưa ha anh chị. Đó, từ trước ra sau là lót gạch loại
1m2 hết anh chị. Đi vô là mát rượi luôn. Trần nhà cao ráo sạch sẽ. Nhưng đi lên trên cho anh chị mình xem á. Cầu thang thì đi lên, cầu thang đúc ha. Mặt đi bằng gỗ, tay vịn gỗ, mặt trong là đá hoa cương trắng nha anh chị. Rồi tiếp tục mình đi xuống cho anh chị quay cho anh chị mình xem lại không gian ở dưới trạp một lần nữa nha. Đó. Cái sân để xe, phòng khách, rồi không gian giữa ngay cái giếng trời của mình nè. Ô gạch này là 1m2, 1, 2, 3 với một cái khúc đá hoa cương chỗ này nữa ha, là gần 4 ô gạch đó. Cái giếng trời của mình rất là rộng luôn, nên ánh sáng vào rất là tốt ha. Mỗi tầng có CV điện riêng, điện là điện âm tường hết. Phòng ngủ phía sau và phòng ngủ phía trước xây dựng lạch tầng. Đây xây dựng lạch tầng là vậy ha. Phòng bên hông nè, phòng bên tay trái của mình. Rồi cái mình đi vài bước lên, lên phòng kế trên. Cái lối đi của cầu thang rất là rộng rãi và thoải mái nha. Cửa phòng ngủ là cửa gỗ nha anh chị. Ở trong phòng ngủ thứ nhất này có nhà vệ sinh bên trong. Sàn thì lót sàn gỗ hết nha. Đó, sàn thì lót sàn gỗ. Mí giữa hai phòng là đặt đá hoa cương nè, đúng chuẩn luôn nha. Đó, đúng chuẩn luôn nha. Ở đây là phường chính của quận 6 nha anh chị. Một căn nhà nằm ở mặt tiền đường Bà Kế cũ. Và hồi xưa là đường Bà Kế, hiện tại là đường Hoàng Lê Kha ha. Ở đây là khu vực của phường chính quận 6 nha anh chị. Ở trần nhà cao ráo sạch sẽ. Ở đây là phòng ngủ thứ nhất mình, rộng rãi. Có cửa sổ nha. Có cửa sổ phía bên hông và cửa sổ phía trước. Đây là phòng ngủ thứ nhất của mình nha anh chị. Sàn thì lót sàn gỗ hết luôn nha. Đó, nhà đúc bê tông cốt thép hết, một trệt và hai lầu. Sân thượng mái đúc ở trên, có hệ thống nước nóng ra đường mặt trời. Đây là nhà vệ sinh bên trong phòng ngủ thứ nhất của nhà mình. Cửa thì sử dụng cửa gỗ, sạch sàn thì lót sạch sẽ. Vách tắm thì có kính cường lực nha. Bồn rửa tay để bên ngoài. Và kính thì cũng có đèn nha. Đó, đèn nút cảm ứng nè. Tường ốp cao ráo hết nha anh chị. Đó, anh chị mình xem không gian của nhà vệ sinh mình rất là rộng rãi căn nhà. Với chiều ngang là gần 5m và sâu vào tới 33m, nên chủ thiết kế căn nhà rất là rộng rãi và thoải mái nha. Đó, pháp lý rõ ràng, hoàn công đầy đủ. Những căn nhà như vậy là pháp lý rất là chỉnh chu ha. Còn ở phòng ngủ phía sau thì chủ có làm cửa sổ bằng nhôm sifa và kính cường lực, có khung sắt bảo vệ, có rèm cho anh chị mình hết. Đó, đây ha. Đây là phòng ngủ thứ nhất của nhà mình và là nhà vệ sinh thứ hai. Nhân tiếp tục đi lên trên để cho anh chị mình xem cái phòng ngủ kế tiếp của nhà mình ha. Đó, mà anh chị xem lại không gian dưới trệt mình rồi dưới phòng ngủ này một lần ha. Rồi nhân đi lên trên nha. Giá là vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ thêm nha. Anh chị mình cứ đến xem nhà và gặp chính chủ làm việc thêm về giá. Nhân xin nhắc lại cái địa chỉ của căn nhà mình: 22 đường Hoàng Lê Kha, phường chính của quận 6, gần ngay chợ Minh Phụng hay còn gọi là chợ Cây Gõ nha. Đây cái giếng trời của nhà mình nè. Đó, cái giếng trời của nhà mình đây. Đó, rộng rãi nha. Rồi thì tiếp tục đi lên trên. Nếu anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp với mình, hãy liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39 ha. Kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh, nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình. Ở đây là bắt đầu mình lên không gian tầng 1 và xây dựng là tầng nha. Đó, đây phòng ngủ 2 làm gỗ nè, tay vịn gỗ hết nè. Gạch là lót gạch loại lớn hết luôn nha anh chị, không lót gạch loại nhỏ nha. Đó. Cửa đây, cửa gỗ. Nhà này thì trong phòng ngủ này là phòng ngủ lớn phía trước, có nhà vệ sinh phía trong luôn. Đây đây là phòng ngủ thứ hai, phòng ngủ lớn và nhà vệ sinh thứ ba của nhà mình ha. Ở trong phòng ngủ thì chủ lót sàn gỗ hết luôn nha anh chị. Trong phòng ngủ thì chủ lót sàn gỗ hết luôn. Nhà vệ sinh đây chị. Nhà vệ sinh thì cũng là cửa gỗ, sàn lót sạch sẽ ha. Và bồn rửa tay để bên ngoài, mặt đá hoa cương nè. Mặt dưới này cũng đá hoa cương làm kệ để đồ ha. Ở trong đây thì chủ lót gạch ngang loại lớn, gạch bóng kính loại lớn cao lên đụng trần. Trụ tắm bằng inox, có vách kính cường lực ha. Có vách kính cường lực, van vòi nóng lạnh đầy đủ hết nha. Các thiết bị sử dụng đồ cao cấp hết.
Đó, anh chị mình xem nhà vệ sinh của nhà mình ha. Căn nhà này có chiều ngang tới gần 5m và sâu vào tới 33m. Nên chủ làm các thiết bị trong nhà mình thứ gì cũng bự hết. Nên rất là rộng rãi nha. Sàn là lót sàn gỗ hết nha anh chị. Đây thì phòng ngủ của mình thì có đóng la phong giật tầng xuống, xài đèn led, có lắp máy lạnh hết nha. Các thiết bị trong nhà đây là sử dụng đồ gỗ hết nè, phối đồ rất là đẹp luôn. Ở trần nhà thì cao ráo nha anh chị, làm nguyên một cái vách kính cường lực ngoài trước đó ha, và có lắp rèm cho anh chị mình luôn. Cửa ra ngoài là cửa nhôm sifa loại dày giống như các ở các phòng cửa chính của nhà mình nha. Đó, cửa rất là nặng luôn nha anh chị. Đó, cửa kéo rất là nặng luôn. Đây phòng ngủ rộng rãi nè. Ở đây phòng ngủ của nhà mình ha. Đây mình xây dựng lạch tầng nên anh chị mình nhìn căn nhà rất là thoáng. Trần nhà thì cao ráo, các phòng thì cách nhau nên nó không, nó khoảng gió đi vào rất là nhiều. Và anh chị mình xem đây, đây không gian cái sân phía trước nhà của mình, cái ban công nè. Đây cái ban công ha, tay vịn đi nóc mặt bên bằng kính cường lực. Và hai gì lót gạch thì chủ lót đá trên này luôn ha. Có đi đường dây nước để cho anh chị mình tưới các hàng cây trên này. Và tấm poly tre trên cái sân ngay chỗ cái băng đá dưới ngồi nè. Đó, từ vị trí này nè anh chị, từ vị trí này ra kia gần 10 mét ha. Nên chị mình để xe rộng rãi. Trước nhà có đèn chiếu sáng tự nhiên và có đèn năng lượng mặt trời, camera an ninh. Đó anh chị mình xem nè. Ở trồng cây nên lấy không gian xanh rất là nhiều luôn. Ở trên đây cũng đúc luôn nha. Mình có cái sàn trên đây cũng đúc đó nè. Ở đây là phòng ngủ thứ hai và là nhà vệ sinh thứ ba của nhà mình rồi ha anh chị. Tiếp tục mình đi qua không gian phòng ở trên nha. Đó, tiếp tục mình qua không gian phòng phía trên nha. Rồi lối đi qua cầu thang thì rộng rãi, lót bằng tấm gạch lớn. Ha, lót bằng tấm gạch lớn ha. Cái giếng trời của nhà mình rất là rộng luôn. Rồi mình tiếp tục mình đi lên nè. Cầu thang các bước đi rất là nhẹ nhàng. Đó, anh chị mình xem nè. Rất là nhẹ nhàng dễ đi lên nha. Tay vịn gỗ. Đây. Cái lối đi nè. Rất là rộng nha anh chị. Và lót loại gạch bóng kính loại lớn hết. Ở đây thì tay vịn gỗ ngay vị trí này chủ làm thêm một cái khung, một cái khung lên là bằng inox nữa ha. Inox cao cấp loại cứng. Đây loại 304. Nó rất là chắc chắn nha. Đây phòng ngủ thứ 3 của nhà mình nha. Đây phòng ngủ thứ 3 của nhà mình. Sàn vẫn là lót sàn gỗ như các phòng ở dưới. Cửa vẫn là cửa gỗ. Các thiết bị trong phòng ngủ sử dụng đồ cao cấp hết. Ở trần nhà thì đóng la phong, xài đèn led hết nha anh chị. Trần nhà cao ráo sạch sẽ. Giường là sử dụng đồ gỗ tự nhiên hết nha. Bàn trang điểm cũng là gỗ tự nhiên hết nha. Đó, ở phòng này thì có làm cái cửa sổ và có khung sắt. Có lắp rèm cho anh chị mình luôn, điện âm tường hết ha. Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh bên trong hết. Đây là phòng ngủ thứ 3 của nhà mình. Và đây là nhà vệ sinh thứ 4 của nhà mình rồi nha anh chị. Nhà vệ sinh thứ 4 cũng rộng rãi. Và chủ ốp tường, loại gạch loại lớn luôn nha. Loại gạch lớn luôn. Đó. Các thiết bị sử dụng đồ cao cấp hết nè. Ở đây thì có làm thêm cái kệ để cho anh chị mình để đồ. Đèn thì xài đèn led. Trụ tắm đứng nguyên khói. Anh chị mình quan tâm tới căn nhà ở 22 đường Hoàng Lê Kha, gần chợ Minh Phụng, gần chợ Cây Gõ, hay còn gọi là chợ Cây Gõ, thì mình liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39, kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh, nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ưng ý nhất cho mình. Nhớ là chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình nha anh chị. Để bạn bè người thân nhìn thấy được căn nhà ở 22 đường Hoàng Lê Kha, có chiều ngang gần 5m và sâu vào lên được tới 33m ha.
Đó, đây là phòng ngủ lớn của nhà mình ở phía sau nữa nè. Các thiết bị là sử dụng đồ cao cấp hết, gỗ tự nhiên hết nha anh chị. Mỗi phòng thì có nhà vệ sinh phía trong. Ở đây là cái giếng trời của nhà mình nè. Nhân quay lên trên cho anh chị mình xem. Đó, đây lên sân thượng ha. Và đây cái giếng trời của mình đây. Ở trên đây là đúc hết luôn nha anh chị. Ở đây là đúc hết luôn nha. Ở bên hông này thì anh chị mình thấy ha, chủ làm thêm một cái trụ inox nữa nè. Rồi cửa ra ngoài sân thượng của mình thì là cửa sắt. Và là cửa sắt ha. Đây sân thượng của mình rất là rộng luôn nha anh chị. Sân thượng của mình rất là rộng luôn. Ở trên thì làm khung sắt kiên cố hết ha. Đó, trên làm khung sắt kiên cố luôn nha. Trồng cây, nó có cây khế nè, cây ổi đồ đầy đủ hết các loại cây mình thích trồng gì mình trồng ha. Ở trên đây thì chủ cũng lót gạch sạch sẽ hết. Bên tay phải của mình chủ ốp đá nha. Bên phải của mình chủ ốp đá. Đó. Có đèn ha. Có cái đèn chỗ này để chiếu sáng. Đó, đường bà kế nha anh chị, đường bà kế cũ hồi xưa nên bây giờ là mình kêu là đường Hoàng Lê Kha, ngay góc Hoàng Lê Kha và Hồng Bàng, gần trường Mạc Đĩnh Chi. Ở đây là trung tâm của quận 6, gần chợ Minh Phụng hay còn gọi là chợ cái gõ đó anh chị. Đó, các cái lụ nè. Ban công thì tay vịn inox và mặt bên bằng kính cường lực ha. Ở đây thì có làm cái khung để trồng cây. Đó. Mặt tiền đường Hoàng Lê Kha ha. Nhân xin nhắc lại chiều ngang của căn nhà để cho anh chị mình nắm ha. Thì chiều ngang đó là gần 5m và sâu vào lên tới được 33m ha. Nhà được xây dựng với kết cấu một trệt và hai lầu, đúc bê tông cốt thép hết, mái đúc luôn. Nhà có pháp lý là sổ hồng riêng, được hoàn công đầy đủ, mua bán anh chị mình ký công chứng sang tên. Và nhân sẽ đi lên cái sân thượng phía sau cho anh chị mình thấy sân thượng phía sau nữa nha. Và leo lên máy đúc cho anh chị mình xem luôn. Ở đây thì điện cũng âm tường á, cũng làm cửa sổ hết. Rồi, ra phần thượng phía sau ha. Nhà thì xây dựng lệch tầng nên anh chị mình đi vào thì rất là thoáng. Các bước đi ở cầu thang thì rất là nhỏ, đi rất là nhẹ nhàng. Thay vì làm mặt đá hoa cương thì chủ xài gỗ nguyên tấm ha. Đó, đây còn khoảng trống rộng rãi để đồ. Rồi, có thể trên đây nếu mà mình sử dụng nhiều thì mình làm nhau phòng ngủ phía sau. Còn đây thì sử dụng vừa thì chủ làm một cái sân thượng phía sau để trồng cây, bồn nước để đây. Ở trên thì có khung sắt bảo vệ hết xung quanh. Đó, tường riêng hết nha anh chị. Tường riêng hết ha. Xung quanh thì cái hàng rào này thì chủ làm khung sắt hết và tường ốp cao ráo sạch sẽ hết nha. Đó, khung sắt bảo vệ ha. Đường nước, đồ giặt giũ phơi đồ anh chị mình để chỗ này. Đó, điện âm sẵn hết cho anh chị mình sử dụng ha. Giá thì vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ, anh chị mình cứ đến xem nhà và gặp chính chủ để làm việc thêm về giá ha. Một căn nhà nằm ở mặt tiền, thuận tiện kinh doanh hoặc là ở nằm ở trung tâm của quận 6. Rồi nhân lên cái sân thượng cho anh chị mình xem nha. Trên đây thì có hệ thống nước nóng lần đường mặt trời trên này hết luôn nha anh chị. Đó, tắm chiếu sáng. Đó, bồn nước lớn. Đó, một bồn nước lớn trên này. Thì khúc này thì đúc hết luôn nha. Đó, trụ các cục nóng máy lạnh và nước nóng năng lượng mặt trời mình để trên này luôn ha anh chị. Ở trên đây cũng gắn phim cách nhiệt cho anh chị mình nè. Thì khúc ngoài phía sau này thì chủ cũng dán phim cách nhiệt hết để cho
các cái đồ vật dụng thiết bị điện tử cũng thiết bị máy giặt của mình cũng không hư. Và bây giờ Nhân xin tóm tắt lại thông tin của căn nhà mình một lần nữa và kết thúc video quay nhà ở đây. Các anh chị đang xem video review bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sa Thành. Nhân đang review cho anh chị căn nhà ở đường Hoàng Lê Kha. Căn nhà mặt tiền ở đường Hoàng Lê Kha nha anh chị. Hay còn gọi là đường Bà Ký. Hay còn gọi đường Bà Kế. Bà Kế lúc xưa hồi xưa là đường Bà Kế ha. Nhà có chiều ngang là gần 5m và chiều sâu vào là được 33m ha. Được xây dựng với kết cấu một trệt và hai lầu sân thượng, mái đúc ở trên. Nhà có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời. Đó. Mặt tiền đường Bà Kế cũ hồi xưa ha. Pháp lý sổ hồng riêng, được hoàn công đầy đủ. Mua bán ký công chứng sang tên. Hướng nhà là hướng Tây. Và giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 18 tỷ 800 triệu đồng. Đó. Giá này còn thương lượng thêm cho anh chị mình mua bán nhanh. Đây là không gian sân thượng của nhà mình ha. Đó, xung quanh bảo vệ hết. Giá này vẫn còn thương lượng nha anh chị. Mặt tiền đường Bà Kế, hay còn gọi là đường Hoàng Lê Kha, ngay góc đường Hoàng Lê Kha và đường Hồng Bàng, ô tô Quang Phương nha anh chị. Ở vị trí thì khu vực quận 6, gần chợ Minh Phụng, chợ Cây Gõ, hay còn gọi là chợ Cây Gõ, khu vực chợ lớn, chợ Bình Tây, chợ Kim Biên, giáp quận 11 nha. Giá hiện tại Nhân xin nhắc lại là 18 tỷ 800 triệu đồng. Giá này còn thương lượng trực tiếp với chính chủ ha. Ngang 5 và sâu vào 33m ha. Vỉa hè trước nhà mình, cái sân trước nhà mình để xe được tới hai chiếc xe lớn ha. Hai chiếc xe 7 chỗ luôn. Nhân xin chào và hẹn gặp lại chị ở video quay nhà lần sau. Hãy nhấn like video ủng hộ kênh, nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình ha.